Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Sirius, một là dòng xe đạp không nhôm được trang bị bộ chuyển động Shimano Alivio, gạt đĩa trước Shimano Asiza, đùi đĩa trục rỗng, bánh 27,5 inch, và giảm sóc của xe là giảm sóc hơi các bác nhé. Đây, cấu hình rất là tốt cho một chiếc xe đạp địa hình leo núi đến từ thương hiệu XDS, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường rồi, có chỗ đứng cũng rất là vững chãi, chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao và giá cả thì rất là hợp lý. Đấy, thì về một chiếc xe khung nhôm và logo XDS được dập nổi này, rất là đẹp. Đấy, sơn xi nguyên bản rồi, model Sirius rồi là đã qua quá trình sử dụng nên là nó xuất hiện những vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Nhôm của xe là nhôm X6 các bác nhé, X6 lại nhôm rất là bền, siêu nhẹ và siêu bền. Bộ chuyển động của xe là Shimano Alivio với 9 tầng níp, và đĩa trước là Shimano Asiza với 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đùi đạp của xe là đùi trục rỗng, vành bánh là 27,5 inch, sử dụng vành đốp là của BT Win các bác nhé, thương hiệu của Phần Lan. Và phần ghi đông trên này thì xe được sử dụng bộ ghi đông cong đổ đèo với bộ tay bấm xả đến từ thương hiệu Microchip. Và cụm phanh bên này là phanh Magura, và bên này là phanh Shimano, và có một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái đây. Sóc này là giảm sóc hơi luôn các bác nhé, giảm sóc hơi đến từ thương hiệu Ester Santur, model Abicon, sóc màu trắng rất là đẹp. Và giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm, thì xe có size 17 inch, phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Bộ chuyển động là Alivio 9 tầng lít và gạt đĩa Asiza 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Xe đang có giá bán bên em là 8.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.